không là tùy mình. Phật chỉ có thể giúp chúng ta khai ngộ mà thôi. Ngài chúng ta thường nói cộng thấy sáng tỏ. Chúng ta vốn chỉ là mình không hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngài nói rõ cho chúng ta bỗng nhiên sáng tỏ, gọi là cảnh. Người có lợi cảnh, vừa khai là đã chịu. Người chung là hạ cảnh. Phật có lợi khai thì chúng ta vẫn không thể hiểu. Phật tiến thêm một bước nữa, giúp chỉ thì chúng ta. Cho nên pháp luân gọi là tam chuyển pháp luân. Thứ nhất là thị chuyển. Người có trí huệ tương căn, vừa thị chuyển thì đã khai ngộ, vừa nghe là đã hiểu và giác ngộ. Người căn tánh vật chung thì không thể, cần phải có sự khuyên bảo. Đây là việc của tự thân, giống như ở đây đã nói đến thân không phụ phật, và ở đây là chính bản thân chúng ta. Chúng ta mới hiểu được trí huệ thần thông là nói đến chính mình, không phải là người khác. Người căn tánh bậc trung hiểu được, người căn tánh bậc hạ nghe rồi mê hoặc điên đảo. Tôi làm gì của trí huệ đó, tôi làm gì của khả năng đó chứ, không chịu chấp nhận. Vậy là tiếp tục dùng phương pháp chứng minh cho quý vị này. Chứng minh thực sự chính là bản thân quý vị. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có dùng đến phương pháp này đối với vua Ba Tư Nặc. Đến giây phút cuối cùng chứng minh cho ông thấy, chứng minh cái kiến tánh của quý vị. Người là kiến gì? Đó chính là làm chứng. Chứng minh kiến tánh của chúng ta không sai không gì. Kiến tánh không thể không giỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.